Chào các bạn, chúng ta tiếp tục bước sang bài tập tiếp theo của lệnh lót. Trong bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện những thao tác sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ một cái đường line, đó là chiều dài của lệnh lót, chiều dài của đối tượng tiếp kem này. Thứ hai là chúng ta sẽ vẽ ra các cái xét tiết diện cần thiết. Cái phần răng cưa ở đáy này thì chúng ta sẽ vẽ riêng, cái phần đáy này sẽ vẽ riêng. Còn ở ngay phần này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ellipse rất là dẹp. Ở đây chúng ta sẽ cho một cái circle tròn, và ở đây một cái circle tròn nhỏ nữa. Sau khi chúng ta lót ba đối tượng này lại thì chúng ta sẽ bổ sung thêm các cái răng cưa, các cái răng cưa ở tại những cái vị trí này, những cái vòng xoáy để mà chúng ta vặn nắp vào đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái helix, vòng xoắn ốc helix. Và ở đây, để tạo ra những cái điểm nhấn, những cái nếp gấp như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần khác. Chúng ta sẽ vẽ ra và chúng ta extrude lên. Còn riêng phần cái nắp, thì chúng ta sẽ ứng dụng một cái cylinder, được chưa? Một cylinder tròn. Và sau đó chúng ta sẽ tạo, vẽ một cái hình dáng để chúng ta bu lin cho nó rỗng cái phần nắp này đi, chừa lại cái phần ở giữa này. Và sau đó chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái vòng sơn ốc cũng bằng những cái helix, được chưa? Bằng một cái helix. Sau đó chúng ta sẽ tô màu theo đúng mẫu. Và bây giờ chúng ta tham khảo phần thực hành trên phần mềm 3D. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ cái thân kích kem. Trong phần này thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường dẫn và các xét tiết diện. Với đường dẫn thì tôi sẽ lấy thông số cụ thể, đó là nó có chiều cao bằng 140 đơn vị, 140 đơn vị. Thay vì tôi vẽ bằng cái keyboard G bắt đầu từ ngay tâm tọa độ lên trên đây, như vậy thì điểm đầu tiên 0% nó sẽ nằm ở ngay vị trí góc tọa độ. Do đó tôi có thể làm ngược lại, tôi vẽ từ trên xuống. Như vậy tôi xác định giá trị 140 theo trục y nó nằm ở ngay vị trí này. Cho nên ngay từ đầu chúng ta sẽ nhập 140 vào đây. Và chúng ta kích lệnh Expand, được chưa? Mặc dù nó nằm ở trên, cái điểm nó nằm ở trên, nhưng lúc nào cái tọa độ nó cũng xuất hiện tại cái góc tọa độ như vậy thôi. Và điểm thứ hai thì chúng ta sẽ cho XYZ bằng 0, tức là cái góc tọa độ của chúng ta bổ sung thêm một điểm thứ hai, được chưa? Chúng ta có một cái đường line với chiều dài bằng 140 đơn vị, và cái điểm gốc cũng như điểm đầu tiên là điểm ở bên trên. Sau đó chúng ta sẽ bổ sung vào đây những xét tiết diện. Thứ nhất là một cái ellipse với cái đầu dài bằng 2, nó rất là hẹp, và chiều dài của nó là bằng 65, đầu rộng bằng 2, dài bằng 65. Cái xét tiết diện thứ hai là một cái circle, circle với cái kích thước bán kính của nó bằng 25 đơn vị, và một cái circle nhỏ để làm cái phần miệng đó, thì chúng ta sẽ cho bán kính khoảng bằng 10. Như vậy chúng ta chỉ cần ba xét tiết diện và một đường line làm đường dẫn, và chúng ta sẽ sử dụng lệnh lót vào đây. Chọn cái đường dẫn và chọn lệnh lót. Chọn get set, path bằng 0, chúng ta get set và chúng ta lấy set thứ nhất. Path bằng 80%, chúng ta sẽ get set và chúng ta lấy set thứ hai. Path bằng 85%, chúng ta get set và lấy set thứ ba. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể hiệu chỉnh lại xét tiết diện nếu như chúng ta cảm thấy là cần cái này nó cao hơn hay thấp hơn gì đó, tùy ý ha. Nhưng mà ở đây là một cái bài mẫu thôi. Về cái phần răng cưa ở bên dưới này ha, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đường helix. Một cái helix. Chúng ta sẽ đứng ở vùng nhìn top và chúng ta thấy rõ ràng ở đây là một cái vòng hình tròn, tức là cái miệng. Và chúng ta sẽ vẽ vào đây một cái helix có chiều dài bằng với cái hình này, được chưa? Và chúng ta di chuyển lên. Trong khi chúng ta di chuyển thì chúng ta nhìn ở vùng nhìn phân, các bạn thấy chiều cao của vùng nhìn phân ở đây là được.
Rồi chúng ta kích thêm một cái nữa để kết thúc của đối tượng. Và chúng ta có là độ dài ha, cái chiều rộng của phần bên trên cũng như bên dưới bằng nhau. Và chúng ta sẽ cho cái turn, tức là cái số vòng xoắn đó tăng lên. Đó, chúng ta cho nhiều cái helix, nhiều cái vòng xoắn. Ở đây, nếu như chỉ để như thế này thôi và chúng ta render thì chúng ta sẽ không thấy gì cả. Cho nên chúng ta sẽ làm thêm một cái vấn đề nữa, đó là chúng ta sẽ làm sao để hiển thị được các cái helix đó. Và để làm được điều đó thì chúng ta sẽ mở cái bảng con rendering. Được chưa? Bảng con rendering. Chúng ta kiểm nhận chức năng là enable in renderer và enable in viewport, tức là cho phép render ha, cho phép chúng ta hiển thị cái độ dày của đối tượng khi mà chúng ta render, và chúng ta cho phép hiển thị độ dày của đối tượng trong vùng nhìn. Được chưa? Và ở đây các bạn có thickness, tức là cái độ dày, cái độ dày của nó. Các bạn có thể tăng giảm cái độ dày tùy ý. Được chưa? Như thế này thì chúng ta có thể xem kết quả. Và các bạn xem ở đây, cái màu á chắc chắn là nó phải trùng với cái màu kia ban đầu thì nhìn nó mới thật. Màu sắc của đối tượng sẽ trùng với cái màu gốc ban đầu, màu của cái chai đó, cái tiếp kem. Khi nó trùng vào nhau thì các bạn cảm thấy là nó được ăn vào nhau ha, được ăn vào nhau tốt hơn. Bây giờ tôi cảm thấy cái miệng chai này nó hơi cao, do đó tôi có thể quay trở về là lót và tôi chọn chức năng set, tôi rê chọn hai set tiết diện tại vị trí này và tôi kéo lên cao một chút, được không ạ? Để cho cái miệng này nó, cái phần cổ này nè, nó được ngắn hơn ha, và render lại đối tượng. Được chưa các bạn? Có thể cho ngắn hơn một chút nữa cũng được. Khi mà cho ngắn hơn như thế này thì cái helix của chúng ta bắt buộc phải giảm chiều cao theo ha, và số vòng xoắn cũng sẽ giảm theo. Được chưa ạ? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra cái phần đáy của cái đối tượng ha, phần đáy đối tượng. Trong phần này thì tôi có thể vẽ một cái shape tiết diện là một cái rectangle nhỏ nhỏ đặt tại vị trí này. Các bạn thấy nó có cái bề dày, đó là do chúng ta đang để chế độ là enable renderer ha. Và chúng ta có thể cho cái đối tượng này nó bo góc một chút. Hơi bo góc, cái hình chữ nhật hơi bo góc một chút. Sau đó chúng ta sẽ làm sao cho cái phần này nó có những cái răng cưa và chúng ta sẽ extrude lên. Ở đây tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật khác đặt vào đây, cho nó dư ra một chút như thế này thôi. Và chúng ta có thể cho nó bo góc một chút. Có thể giảm chiều cao nếu cần. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy đối tượng này ra. Cách một quãng như vậy. Chúng ta cho khoảng chừng 50-70 đối tượng gì đó. Nó quá dư đúng không ạ? Dư thì chúng ta xóa. Rồi, sau khi chúng ta đã có được một loạt cái đối tượng này, bây giờ chúng ta sẽ attach hết những cái nhóm này lại. Chọn đối tượng. Và chúng ta sẽ add cho nó một cái lệnh edit line attach multiple
Chọn hết những cái gì gọi là rectangle. Attack lại. Sau khi attack lại xong thì chúng ta, tôi thấy ở đây còn thiếu một đối tượng. Copy ra đây thêm một cái ha. Sau đó chúng ta sẽ boolean hàng tất cả mọi cái đối tượng này lại với nhau. Boolean chọn dạng union và cứ kích như thế cho đến hết. Rồi, như vậy thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục cái bước tiếp theo, đó là extrude, tạo cho nó một cái khối. Và chúng ta di chuyển lên trên đây. À, đặt đúng vị trí ngay giữa. Cho màu giống như màu của cái thân chai. Chúng ta thấy là nó còn bị ăn vào trong đây, như vậy thì sẽ chỉnh sửa một chút về cái đường này. Dùng công cụ scale, chúng ta có thể co giãn nó ra thêm một chút để nó có thể bao trùm được cái nhóm này. Được chưa ạ? Như vậy cũng tương đối là chúng ta có được những cái răng cưa ở bên trên và bên dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua thao tác cho cái nắp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ cylinder để chúng ta vẽ cái khối nắp. Cái khối nắp của chúng ta thì cũng khá lớn. Nó cao khoảng bao nhiêu đây? Cái bán kính của nó, các bạn có thể cho nó bằng cái vòng tròn lớn nhất của cái đối tượng lốp này ha. Tức là cái bán kính của nó có thể bằng 25. Và đưa vào ngay góc tọa độ, ngay giữa. Khi mà chúng ta kích vào đây, các bạn thấy rõ ràng nó chưa ngay tâm tọa độ, nhưng mà thông số ở đây nó bằng 0, 0, tức là nó đang bị lỗi về cái chương trình. Chúng ta có thể save bài lại và chúng ta tắt chương trình, khởi động lại thì nó sẽ xuất hiện ra những thông số ở đây. Nhưng bây giờ tôi không làm như thế và tôi tạm thời tôi di chuyển bằng tay. Di chuyển bằng tay thì cho nó về gần khớp với cái hình dáng như thế này. Bây giờ tôi sẽ di chuyển nó sang, sau khi mà tôi đã canh như thế, di chuyển nó sang một bên. Và bây giờ tôi sẽ làm sao cho nó rỗng, rỗng cái phần ruột ở giữa. Và đồng thời các bạn thấy nó chừa lại cái phần này, chứ không phải là mình dùng một cái đối tượng khác boolean cho nên nó cắt hết, đúng không ạ? Tôi không dùng một cái đối tượng là một cái cylinder nữa, mà bây giờ tôi lại dùng một cái circle. Cái circle này tôi sẽ giống hàng vào giữa cái cylinder này theo trục X và Y. Được chưa? Cái khoảng cách từ cái đối tượng này ra đây chính là cái bề dày của nắp. Các bạn có thể cho bề dày của nắp nhiều ít tùy ý. Được chưa? Và nhìn ở đây, cách một cái khoảng. Và sau đó chúng ta sẽ copy, bấm shift kích vào đây để copy thêm một đối tượng nữa. Đối tượng này chúng ta sẽ đưa vào bên trong. Đưa vào bên trong. Và cái giá trị này thì chúng ta cũng nên tham khảo cái helix, độ dày của helix, hoặc là cái phần nắp, cái phần cổ của cái tiết kem của mình á. Hồi nãy chúng ta sẽ cho bán kính của nó là radius bằng 10, phải không ạ?
Như vậy thì các bạn thấy rõ ràng cái phần nắp này nó phải to hơn cái giá trị này thì nó mới đẩy lại được không ạ? Cho nên ở đây chúng ta sẽ cho cái giá trị bán kính của cái circle này lớn hơn cái circle mà xếp tiết diện tại vị trí này. Và chúng ta trừ hao ra cái phần răng cưa một chút xíu nữa. Trừ hao ra cái bề dày chỗ này nữa. Cho nên thay vì cái kia bằng 10 thì cái này tôi cho nó bằng 12. Nhiều quá. Tôi cho nó bằng 11 thì sao? Khi mà cho nó bằng 11 thì chúng ta đặt nó vào đây. Hơi nhỏ không ạ? Cho nên 11 năm đi ha. 11 năm. Đặt vào đây. Chúng ta còn chừa ra cái bề dày và chừa ra cái helix nữa là vừa. Cho nên chúng ta sẽ bấm shift kích vào đây, copy thêm một đối tượng nữa. Ở đây tôi sẽ xác định cái bề dày. Và bề dày của đối tượng này tôi cho nó khoảng 11 hoặc là 10,5. Được mà, 10,5. Như vậy thì cái phần này nó cũng sẽ có cái bề dày. Được chưa? Và chúng ta sẽ bổ sung thêm vào đó một cái helix. Ở đây ba đối tượng này tôi sẽ attach lại với nhau. Trước khi attach thì một trong ba cái tôi sẽ áp cho nó một cái lệnh edit line ha. Và attach chúng lại. Sau đó thì chúng ta sẽ extrude tàu khối. Chúng ta đưa lên đây. Chúng ta extrude tàu khối cho nó cao lên. Và ở trong nguồn nhìn led này các bạn, chúng ta có thể cho nguyên một cái nhóm này đi ra đằng sau một chút, hay là ở ngay vùng nhìn này các bạn thấy nè. Vùng nhìn phân các bạn sẽ cho cái khối này. Sau khi mà chúng ta ở tách và chúng ta extrude lên, các bạn thấy rõ ràng cái khối của chúng ta mang hình dáng như thế này ha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái khối này đi xuống đây. Chúng ta chừa ra cái phần bề dày của nó. Được không ạ? Di chuyển xuống tới gần tới cái miếng này thôi. Chừa lại một cái khoảng bề dày của nó. Và chúng ta sẽ chọn đối tượng lớn ở bên ngoài, tức là cái phần nắp. Chúng ta sẽ vào Pre-A, Geometry và Compound Object. Chúng ta chọn lệnh Boolean. Chọn chức năng gì ạ? Subtraction A-B ha. Và Pick Operand B. Kích vào cái đối tượng này. Thì các bạn thấy cái nắp của chúng ta nó đã được đục tới đây. Và cái phần ở bên trong này nè, các bạn để ý kỹ thì cái phần này nè, nó thấp hơn cái phần mí bên ngoài. Do đó các bạn sẽ boolean thêm một lần nữa. Tôi sẽ tạo một đối tượng là một cái cylinder tại vị trí này. Được chưa? Và tôi cho nó sâu xuống đây một chút xíu ha. Chúng ta chọn đối tượng lớn ở bên ngoài. Chọn chức năng Compound Object, Boolean, Subtraction A-B và chúng ta pick order, kích như vậy. Hơi sâu không ạ? Chúng ta cho nó hơi ngắn hơn chút xíu. Rồi, và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ cho một cái vòng helix nằm ở bên trong. Đó, chúng ta sẽ canh theo cái vùng này mà chúng ta làm. Có thể giảm bán kính nhỏ xuống một chút. Và chúng ta sẽ tăng cái giá trị. Chúng ta tăng cái renderer ha. Cho nó dày lên, cho nó có bề dày. Hai đối tượng này chúng ta có thể boolean dính vào nhau. Cho nó hàng lại với nhau luôn. Boolean và chọn chế độ là Union. Pick Operand B và chúng ta hàng lại. Tương tự, cái khối helix này chúng ta cũng sẽ hàng lại với cái tiếp kem của mình.
Được chưa? Như vậy thì hai đối tượng này chúng ta có thể tô màu khác đi một chút. Coi như một cái là nắp, một cái là đối tượng. Xoay đối tượng này lên ha. Để nhìn rõ hơn về cái nắp của mình trước khi chúng ta render. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã hoàn tất cái phần tiếp kem. Có nắp rõ ràng. Ở đây các bạn thấy nó có những phần răng cưa. Do đó là phần răng cưa này là do cái cylinder ban đầu của mình á. Khi mà mình vẽ cái cylinder ban đầu, chúng ta quên xem cái segment của nó bằng mấy. Chúng ta có thể tăng cái segment lên thì cảm giác cái phần này nó sẽ tròn hơn. Được chưa các bạn? Và chúng ta kết thúc cái bài tập này ở đây.